Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bọng Ngô Mario. Và trong hành trình khám phá Côn Đảo Thanh Thương ngày hôm nay thì Bọng Ngô sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong hai địa điểm cực kỳ nổi tiếng tại Côn Đảo này. Và ở đây á thì người ta tôn sùng hai vị nữ thần gia hộ phù hộ cho cái vùng đất Côn Đảo này, đó chính là thứ nhất là Đức Bà Hoàng Phi Yến và thứ hai là chị Võ Thị Sáu. Và trong tập này thì mình sẽ giới thiệu và cho các bạn biết về cuộc đời và sự tích về Đức Bà Hoàng Phi Yến nha. Và các bạn ơi, trong hành trình này các bạn cũng đừng quên là nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ Bọng Ngô Mario nha. Một cái tập vlog làm ra rất là cực khổ. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng với mình cùng khám phá nha. Let's go. Sử sách nước ta xưa còn gọi hòn đảo lớn nhất của quần đảo này là Côn Lôn, nay được gọi là Côn Đảo. Và đây cũng là tên gọi chung cho tất cả 16 hòn đảo lớn nhỏ này. Và Côn Đảo được biết đến bởi đất lành chim đậu. Người Việt ra đây á sinh cơ lập nghiệp từ biết bao đời. Và ngày hôm nay, Bọng Ngô xin mời tất cả các bạn hãy cùng đến với An Sơn Miếu, nơi thờ bà Hoàng Phi Yến, thứ phi của vua Nguyễn Ánh, người sáng lập ra vương triều nhà Nguyễn. Và bà được dân tôn sùng, khâm phục và yêu mến vì sự đức hạnh, một lòng trung tiết với chồng. Và An Sơn Miếu nơi đây tọa lạc trên khuôn viên rộng lớn, ngôi miếu nằm lạc trong vòng cây cổ thụ, hàng ngày che bóng mát cho ngôi miếu. Ngôi miếu này rất là trang nghiêm mà lại thoáng đãng, yên bình. Đây, như các bạn thấy là phía trước sân miếu có đặt một bàn thờ thiên. Còn đây là một tấm bảng rất là to bự, được ghi bằng chữ Hán Nôm, có ghi là An Sơn Miếu. Mình sẽ đi vào trong khu vực chính điện của An Sơn Miếu. Như bạn thấy, gian ngoài chính giữa có thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, luôn có mặt trong những ngôi đền chùa của người Việt Nam. Và đây là gian trong, thờ Đức Bà Hoàng Phi Yến. Và mình mời bạn xem dung nhan của bà nha. Câu chuyện được người dân truyền miệng suốt hơn 200 năm tại vùng đất này. Đó là vào mùa thu năm 1783. Thì lúc này vua Nguyễn Ánh thất trận tại bãi biển Cần Giờ, khi mà bị quân Tây Sơn chiếm đóng. Thì vua Nguyễn Ánh mới là đi ra cái vùng đất Côn Đảo này cùng với thứ phi Hoàng Phi Yến và con trai của mình là Hoàng tử Hội An, hay còn có tên gọi là Hoàng tử Cải. Và khi mà trong lúc thất trận đó thì các quan cảnh thành mới nói vua Gia Long rằng là hãy mời quan Pháp chi viện và giúp đỡ để đánh quân Tây Sơn. Và cái câu chuyện này được lọt tai đến thứ phi Hoàng Phi Yến, thì lúc này bà Hoàng Phi Yến mới nói rằng với vua Nguyễn Ánh rằng là việc đánh nhau với nghĩa quân Tây Sơn đó là chuyện trong nhà, đừng nhờ sức mạnh bên ngoài. Nếu có thắng cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu cho hoàng tử đi làm tôi con cho giặc thì muôn năm sau lịch sử sẽ bi truyền cái tội cọng rắn cắn gà nhà, rước do về giày mã tổ. Quân đầu đem ả ta ra chém đầu, nàng dám phản bội ta, xin hãy tha tội cho thiếp, xin hãy tha tội cho thiếp. Chỉ với lời khuyên thôi, Nguyễn Ánh đã nổi trận lôi đình, cho rằng bà thông đồng với quân Tây Sơn, ngăn cản bước tiến của ông. Và nhờ có một số quan cảnh thành hết lời khuyên can vua và xin vua giảm án, và vua mới cho giam bà trên một cái vùng đất hoang vắng tại vùng đất này, và ngày nay được gọi là Hòn Bà. Sau khi giam bà xong, cấp báo, quân Tây Sơn đang ở ngoài vùng biển Côn Lôn, cấp báo. Thời gian gấp gáp, Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng nhanh chân lên thuyền ra Phú Quốc để trốn. Ông để lại vợ mình trên hòn đảo rừng thiên nước độc này. Và khi mà hoàng tử ngủ dậy á, thì không thấy mẹ của mình đâu hết. Thì lúc này hoàng tử mới khóc rầm ben trời đất lên. Và có một cái quan cảnh thành mới nói nhỏ vào tai hoàng tử rằng là mẹ con ở lại. Và biết được câu chuyện này thì hoàng tử mới khóc lên và nói với cha của mình rằng là nếu cha không cho mẹ đi theo thì con cũng không có đi đâu, con quyết con không đi. Và trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, quân Tây Sơn thì sắp là đánh vào, thì lúc này vua Nguyễn Ánh mới bực mình lên và nghĩ rằng con mình còn nhỏ mà đã ngăn cản bước tiến của mình, liệu sau này lớn lên thì sẽ ra sao. Ông dung tay hách hoàng tử xuống biển. Hoàng tử mới có 5 tuổi. Những cơn sóng dữ càng lúc càng to, như muốn nhấn chìm cả con tàu. Con hổ, con vật thân cận của hoàng tử, cũng nhảy xuống biển theo hoàng tử Hội An.
sáng hôm sau, Phát hoàng tử được Hắc hổ kéo trôi dạt về làng Cỏ Ống, ngày nay là sân bay Côn Đảo. Bà con cô bác ơi, có người chết! Quá làng bà con cô bác! Đâu? Tội quá, A Di Đà Phật. Sân bay Côn Đảo ngày nay các bạn đi ra thấy là cái miếu cầu cách 300m. Thì lúc này thân xác của cầu thì trôi dạt vào trong một cái vịnh, thì người dân mới thấy vớt lên thì thấy trên người của cầu dường như không có bị sình hay là bị thối rữa gì hết, không có mùi hôi, và bù lại thì nó là có một cái mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Lúc này người dân mới thấy lạ quá, và đặc biệt trên gương mặt của cầu nở ra một cái nụ cười an nhiên, và người dân mới thấy lạ quá, người dân mới đem cầu lên trên bờ để người dân bắt đầu xây cho cầu một ngôi mộ. Và càng ngày càng có nhiều câu chuyện ly kỳ về cái sự linh thiêng hiển linh của cầu, nên càng ngày người dân thập phương kéo về càng đông nha các bạn. Sau khi dân làng giải cứu bà Phi Yến, biết tin con mình đã qua đời, bà khóc thảm thiết, nỗi đau thấu tận trời xanh. Chiều chiều, bà Phi Yến hay dạo ở bãi đầm trầu để khuây khỏa nỗi buồn khôn nguôi. Bà có làm thơ để tỏ lòng xót xa về thân phận của mình. Đốt nén hương thề tạ chúa công, can vua nên nổi tội thông đồng. Ngôi vàng một thuở ngồi chưa dựng, bia đá nghìn năm vết dấu mòn. Máu chảy ruột mềm đau tại thiếp, nồi da sao thịt thỏa tình ông. Sông sầu núi thảm hoa mờ lệ, đã khóc cho con lại khóc chồng. Là người xuất thân từ dòng dõi trăm anh, không chịu đồng lõa với những hành động có tội với lịch sử, nên bà Thứ Phi rất được người dân kính trọng. Một hôm dân làng An Hải tổ chức cuộc đàn chay, có rước bà đến dự. Thuở ấy nhan sắc lộng lẫy làm biết bao nhiêu kẻ si tình. Đêm hôm ấy biện thi, kẻ đồ tể háu sắc không ngăn nổi tà dâm, đã nắm tay sàm sỡ bà Phi Yến. Theo luân lý xưa, chỉ nắm tay thôi cũng coi như bị xâm hại tiết hạnh. Đêm đó, bà đã tự vẫn để giữ tròn danh tiết. Biết được sự tình, dân làng An Hải đã xây dựng An Sơn Miếu, hay còn gọi là Miếu Bà, để thờ Đức Bà Phi Yến tại nơi bà yên nghỉ. Vì bà xứng đáng với bốn chữ trung trinh tiết hạnh, bà như là một vị phúc thần bao năm chở che cho người dân trên hòn đảo thiêng này. Thực sự khi mà nghe về câu chuyện của Đức Bà Phi Yến để bảo vệ cái trinh tiết của mình đối với chồng con, và đặc biệt biết về câu chuyện của Cầu Cải, Hoàng Tử Cải, thì một cái chết rất là oan uổng, thì mình rất là thương cho số phận của hai người. Cho đến bây giờ thì An Sơn Miếu cũng có gian thờ Cầu Cải. Mặc dù miếu cầu ở xa, nhưng mà người dân xin rước bài vị về để mẹ con được đoàn tụ gia đình. Và như các bạn thấy là nhìn lên các câu liệt đối có ghi dòng chữ gìn giữ non sông và mưa thuận gió hòa. Bình an khang thái, xin cho hai con ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn, học hành tân tới, đường đời được vinh. Xin lên năm tự đầu nhà con năm nay cầm được bằng giỏi để thuận buồm xuôi gió trong xin việc làm. Khi mà đi về Đức Bà Phi Yến thì chúng ta cầu gì? Linh nghiệm nhất vẫn là thứ nhất là cầu con, thứ hai là chúng ta sẽ cầu cho con cái của mình mau ăn chóng lớn chóng khỏe, dễ nuôi nha các bạn, và thứ ba là chúng ta cầu về sức khỏe, về tiền tài nha các bạn. Chủ yếu là cầu như vậy, còn cầu tình duyên thì mình không biết, chưa kiểm chứng, chưa có hỏi. Mặc dù ngôi miếu được tu sửa nhiều lần, nhưng đối với người dân nơi đây, An Sơn Miếu là một biểu tượng cho lòng tín ngưỡng của con người cầu mong ấm no hạnh phúc. Tại An Sơn Miếu là nơi thờ Đức Bà Hoàng Phi Yến, vậy thì nơi thờ Cầu Cải là chỗ nào? Thì Cầu Cải thì nằm ở làng, đó là làng Cỏ Ống.
Đúng rồi, làng cỏ ống tại ngay chỗ mà sân bay mà các bạn đi ra đi vào á, thì gần ở đó có một cái gọi là cái miếu thờ cậu, nên mời các bạn qua đó chúng ta cùng thăm cái miếu thờ cậu nha. Và ở đó cũng có một cái bãi tắm rất là đẹp để các bạn có thể chụp hình sống ảo này. Cùng mình đi tham quan cái chỗ bên kia nha. Đi nào. Đường đi ra đó thì mình sẽ băng rừng vượt núi. Nói vậy thôi chứ đường nhựa êm mã lắm nha mấy bạn. Vừa đi vừa ngắm biển, cảnh hơi bị đẹp à nha. Những con đường uốn lượn hòa mình vào bãi biển cứ như là một bức tranh thủy mặc rực rỡ, đẹp rụng tim mấy bạn ơi. Và cái đoạn này là hạ máy bay xuống này, nhưng mà không có bãi đáp nên là cho nó bay lên trời lại. Hello mấy bạn, đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ tụi mình nha mấy bạn. Đây chính là miếu của cầu Cải, một ngôi miếu khá nhỏ nhưng mà người ta tới đây rất là đông, đông đúc vô cùng. Trong có thờ bài vị của cầu Cải. Nè mấy bạn nhớ đi ra phía sau nha, có một ngôi mộ của cầu Cải và đặc biệt là có rất là nhiều chong chóng, xích đu và đồ chơi. Tương truyền rằng cầu Cải mất khi còn nhỏ nên người ta mua rất là nhiều chong chóng và đồ chơi đến tặng. Và có cái này mình sẽ nhắc cho mấy bạn này. Trước mộ cầu Cải có hai tượng ngựa. Bạn cũng đừng quên thực hiện nghi lễ cầu may mắn tại đây nha mấy bạn. Nhiều người mình thấy người ta cứ đi qua rồi đi lại, đi qua đi lại. Tức là công việc nó họ sẽ không suôn sẻ đâu. Nên đi qua thì đi lùi về lại. Mà chúng ta phải đi qua, đi vòng tròn qua. Đi vòng tròn đúng 7 cái nha. Còn nhiều người đi qua rút xuống dưới thành ngựa, xong rồi rút qua lại, rút qua, rút lại nha các bạn. Thì đây là chúng ta cầu về cái con đường đường làm việc chúng ta mã đấu thành công ha. Đây cặp ngựa, các bạn nhớ cách đi nha, đừng có đi qua đi lại mà hãy đi vòng tròn. Đi qua, đi rút xuống dưới rồi đi vòng tròn đúng 7 cái. 5, 7, nữ 9, ok. Bên cạnh miếu cầu cách 300m có bãi đầm trầu. Đây là khu vực bãi đầm trầu nha mấy bạn. Khu vực nơi chỗ sân bay mà mọi người hay gọi là chụp hình với máy bay á. Đây đây đây, bãi đầm trầu. Tụi mình cũng mong mang ra chụp được tấm hình thôi. Mà mấy bạn nhớ tới bãi đầm trầu nha, nằm ngay tại sân bay. Và có một cái là miếu cậu, miếu của cầu Cải thì nằm ngay nơi chỗ sân bay luôn nha. Các bạn đi tới thì các bạn có thể tới tham quan miếu cầu Cải nha các bạn. Đây là nơi mà mấy tín đồ sống ảo đam mê xê dịch hay tới đây để chụp hình với máy bay lắm nha mấy bạn. Ta nói nó đẹp nhức nách. Như vậy là kết thúc một ngày tham quan tìm hiểu về Đức Bà Phi Yến. Ngoài ra bạn còn có thể đến tham quan nhà tù Côn Đảo để hiểu hơn về câu nói địa ngục trần gian. Hoặc ra viếng thăm Nghĩa Trang Hàng Dương. Mình cũng có làm một tập vlog về huyền thoại chị Võ Thị Sáu và chuyện linh thiêng tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Mấy bạn nhớ xem nha. Và mình cảnh cáo trước là bạn có thể khóc đó nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn bí kíp ăn hải sản giá rẻ như đi chợ. Như mình đã nói là đi về Côn Đảo thì giá hải sản tại các quán ăn thì nó rất là mắc. Thật sự là mắc tại vì bán dành cho khách du lịch. Nên là mình sẽ chỉ cho các bạn một cái chiêu này ăn hải sản cực kỳ rẻ. Thứ nhất là các bạn đi vào chợ Côn Đảo, thì ở Côn Đảo chỉ có một cái chợ thôi, chợ hải sản này. Các bạn đi vô đây thì các bạn mua hải sản nha. Mua hải sản các bạn có thể chọn toàn bộ những hải sản. Ở đây thì hải sản mà, chợ đã nói chợ hải sản thì nó tươi rồi. Quẹo lứa, nó còn nhúc nhích nha mấy bạn. Với mình thì mình lại chọn mua những con đã chết rồi, đỡ mang tiếng sắc xanh, cho đỡ cắn rứt lương tâm đó mà. Cái đó 150 em. Mà còn mới gọt không? Mới vớt ra. Rồi sau khi mà mua hải sản xong thì các bạn thấy đây là cái chợ hải sản nè. Nhìn đằng sau chợ hải sản thì sẽ có một dãy cái nhà đằng sau mình. Thì một dãy nhà này người ta làm cái dịch vụ đó là nhận nấu ăn nha các bạn, nhận nấu những cái sản phẩm mà mình mua. Thì ở trong này thì có một dãy luôn, thì mình lại chọn, mình nghe mấy người dân ở đây nói là chọn cái quán đầu tiên là quán Ngọc Bích 610. Các bạn cứ tìm ở đây là quán Ngọc Bích 610 nha các bạn. Thì mình nghe nói là cái chị này nấu ăn cũng ngon lắm á. Chiên nướng xào lẩu lăng lê bò lết nấu cháo thứ gì cũng có hết trơn á. Cái gì họ cũng làm được nha mấy bạn. Và sau đó thì cứ vậy mà đánh chén thôi. Bạn chỉ cần trả tiền công cho người ta. Và mình thì chưa có bao giờ làm review đồ ăn hết á. Nhưng mà mấy cái này mình thấy cực kỳ hay. Nếu không giới thiệu thì mình thấy có lỗi với mấy bạn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nếu bạn yêu thích văn hóa du lịch, để ủng hộ Bỏng Ngô Mario nha mấy bạn. Hello các bạn.
bạn, để ra Côn Đảo thì mình sẽ có hai cách đi ra Côn Đảo nha các bạn. Cách thứ nhất là các bạn đi bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Côn Đảo là tầm mất là 2 tiếng đồng hồ, 45 phút. Hoặc nếu các bạn đi bằng tàu á thì các bạn có thể đi từ tàu Vũng Tàu đi ra Côn Đảo bằng tàu. Hoặc là các bạn có thể đi từ tàu từ Sóc Trăng đi ra Côn Đảo thì bạn sẽ mất là tầm 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Như mình sẽ chọn đi bằng máy bay cho nhanh. Let's go. Mấy bạn có thấy mình có tâm ghê chưa cái chưa? Và còn rất là nhiều bí kíp tại Côn Đảo và những cái địa điểm khác mình sẽ giới thiệu trong cái tập vlog tiếp theo. Vì vậy các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha. Đừng quên ủng hộ mình nha mấy bạn.